Bác ạ, cái nấm lim xanh tự nhiên bây giờ nó cũng ít bác. Nếu mà là được tự nhiên thì cho mình biết là nó ít mà nó đắt. Và chính xác. Thế Bây giờ nấm thì lim xanh thì nó hơi ít bác ạ, nên ra bây giờ nó cũng trồng nhiều. cái mua chồng thì mình không mua, mình Vâng. bị bệnh, mình sưu tầm nó mình bị cao và mọng mà Vâng. sưu tầm nhiều. Cái nấm lim xanh là tốt, thế nhưng mà trong khi đó là nếu mà ở đấy mà đạt được đạt độ mình cần. Và cái này cháu đi tìm hiểu là cháu sẽ kiếm được cái hàng mà chuẩn của rừng ấy, thì cháu Trời ơi, sẽ, rừng đúng rồi, mà chuẩn nếu rừng mà thì cháu sẽ chia sẻ cho bác. nếu mà nó trồng ấy, nó Thì nuôi đấy thì đúng tôi rồi, mua không 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 nên nhá, dùng. Vâng. thì tôi đắt một tí rồi chấp nhận mua, mà Vâng. tôi đang sưu tầm mà chỉ sợ mua phải đồ không thật. Vâng, cái này thì cháu thử với bác là những cái hàng nào mà cháu cũng mua chất lượng, nghĩa là cháu mới chuyển cho cái hàng thôi. Còn nếu mà cái loại linh tinh thì cháu không không ấy đâu. Nên là nếu mà cái nấm lim xanh thì cháu sẽ tìm một cái hàng nào chuẩn thì cháu mới chuyển cho bác được. Đấy. Nói thật mẹ, tớ tớ thuốc của anh ấy là trong cái đó thấy đỡ nhiều, mà lại cái u nó xẹp hẳn đi. Đấy, thế thế tuyệt vời quá bác ạ. Vâng. Trong cái đó muốn nói để sưu tầm để chữa đại hay bệnh viện thì nó bảo là nằm trị xạ đấy, nhưng mà mình bảo không, về trị xạ chết mất vì gầy gầy mình khò mà Vâng. lại bị áp huyết cao lắm bệnh, Vâng. thế bảo chắc này trị xạ chết. Vâng. Thế về sưu tầm này vô tình là sưu tầm này đến thấy có anh, thế là bắt đầu mới dí chứ. Vâng, thế bác đỡ thế tuyệt vời quá rồi. Đỡ rồi là phải đỡ được hai phần, còn Vâng. không biết là nó phát triển nữa thì mình không biết, như cái Vâng. mụn trước chẳng hạn nó Vâng. 3 phần, bây giờ phải đỡ 7 phần Vâng. đấy. Thế Thế rồi còn bác. Thế là cái cơ địa của bác nó phù hợp đấy bác. Thế bác cứ dùng thường xuyên thôi. thế mà không những uống của anh đâu, Vâng. bạn của vợ đấy là có dòng được, nhưng mình không thích là đất gốc ở trên ít Vâng. đấy, ở quê Vâng. bạn nó cũng có nó cho, thì mình kết hợp nếu mà uống tinh của anh thì tớ phải mấy hôm hết mùi gọi. Vâng. Kết hợp Và đúng rồi ạ. đấy. Và Đấy, thứ nhất là tớ cứ khỏi, tớ cảm ơn cái Và này rất Và là số. cái này vàng thì bác cứ dùng thường xuyên. Vâng. Nghĩa là bây giờ là uống thực hiện là uống thay nước, Đúng uống rồi. ăn lúc nào Cứ lúc thay nước lọ hàng ngày đấy bạn. Nhà cháu uống thay nước lọ hàng ngày hết mà bác. Vâng. thế mà ở trong khi đó đi đâu uống cái gì, ăn cái gì không, ăn kiêng. Vâng, chính xác. Bệnh đấy thì mình cũng nên kinh nhiều, nhiều thứ. Kiêng nhiều cái đó. Vâng. Thôi nhá, thế cảm ơn nhá, tắt máy Vâng, đây. thế cháu cảm ơn bác nhé. Bác có gì giới thiệu giúp gia đình bên công ty cháu à? Vâng, À, cháu cảm ơn bác ạ.